Thưa quý vị, thông tin về buổi họp báo của Bộ Giao thông Vận tải liên quan đến việc khởi công 3 dự án cao tốc Bắc Nam theo hình thức đầu tư công được đồng loạt các trang báo đăng tải sáng nay. Ghi nhận từ buổi họp báo, báo Vietnamnet cho biết, theo kế hoạch được Chính phủ chấp thuận, ngày 30 tháng 9 tới, Bộ Giao thông Vận tải sẽ đồng loạt khởi công 3 đoạn cao tốc Bắc Nam chuyển từ đầu tư BOT sang đầu tư công. 3 dự án đoạn cao tốc Bắc Nam được khởi công gồm dự án Mai Sơn, Ninh Bình, quốc lộ 45 Thanh Hóa, dự án Vĩnh Hảo Phan Thiết Bình Thuận và dự án Phan Thiết Dầu Dây Đồng Nai. Hiện các bước mở hồ sơ thầu của 3 dự án trên đã cơ bản hoàn thành và chọn được nhà thầu thi công. Việc triển khai 3 dự án cao tốc Bắc Nam thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người lao động trong bối cảnh Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Những ngày qua, dư luận vẫn chưa hết xôn xao về sự việc một người đàn ông bị cây ngã đè chết khi đi trên đường tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều năm qua, những cái chết bất ngờ trên các tuyến giao thông đã được cảnh báo. Thế nhưng điều đáng nói là chưa thấy giải pháp hữu hiệu của ngành chức năng và những cá nhân đơn vị phải chịu trách nhiệm vẫn chưa được xác định cụ thể. Tác giả bài viết trên báo Tuổi Trẻ đã trích dẫn lại ý kiến của đơn vị quản lý cây xanh thành phố Hồ Chí Minh cho rằng không dám hạ cây xanh bị hư mục do dư luận phản đối. Thế nhưng trong thực tế, người dân chỉ lên tiếng, dư luận chỉ ném đá nếu một cây đang xanh tốt bị chặt hạ. Không lý do, chứ không ai phản đối việc đốn bỏ những cây đã mục ruỗng, sâu bệnh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân. Trên báo Thanh Niên sáng nay có bài phản ánh về tình trạng nhiều cơ sở spa làm trắng da bằng đường tiêm truyền tại thành phố Hồ Chí Minh hoạt động rầm rộ, bất chấp sự nguy hiểm tính mạng đối với khách hàng. Phóng viên báo Thanh Niên đã xâm nhập thực tế vào các cơ sở spa tại thành phố Hồ Chí Minh và ghi nhận tại các cơ sở này, nhân viên chỉ tư vấn về mức giá truyền trắng, thuốc truyền trắng. Trên thực tế, nhiều spa làm trắng da đều do chủ spa hoặc là học viên kiểu amateur trực tiếp tiêm truyền. Dẫn lời tiến sĩ bác sĩ Đỗ Quang Hùng, tổng thư ký Hội thẩm mỹ thành phố Hồ Chí Minh trên báo Thanh Niên, màu da được quy định bởi yếu tố di truyền. Nên tất cả những biện pháp như bôi, lột, tắm, uống hay thậm chí tiêm truyền làm trắng da đều mang tính tạm thời. Và phương pháp làm đẹp bằng tiêm truyền làm trắng với y khoa là chống chỉ định và ngay cả bệnh viện cũng không được làm vì không có trong danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế. Những phương pháp này có thể gây nguy hiểm tính mạng, lây nhiễm các bệnh như HIV, viêm gan B, viêm gan C. Thêm một thông tin trong lĩnh vực y tế được các báo đăng tải liên quan đến những khó khăn trong việc điều trị bệnh tay chân miệng. Thưa quý vị, theo thống kê tại các bệnh viện chuyên khoa nhi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, hiện tình trạng thuốc phenobarbital, một loại thuốc truyền tĩnh mạch trị chứng co giật khi trẻ bị bệnh tay chân miệng đang có nguy cơ bị đứt hàng. Nguyên nhân là do nhà sản xuất ngừng sản xuất khiến các bệnh viện hụt hẫng và phải dò dẫm thay đổi phác đồ điều trị. Báo Sài Gòn Giải Phóng đăng tin, hiện các bệnh viện nhi thành phố Hồ Chí Minh đang sử dụng các loại thuốc khác thay thế cho phenobarbital. Tuy nhiên, những loại thuốc này thay thế sẽ khiến bệnh nhi phải truyền trong thời gian dài và có thể bị suy hô hấp. Trong khi đó, đến thời điểm này thì hiện không có thuốc phenobarbital từ nguồn cung nước ngoài trên toàn bộ hệ thống. Các nhà sản xuất cũng đã ngừng sản xuất. Bộ Y tế đang khuyến cáo các bệnh viện xây dựng phác đồ điều trị dùng thuốc khác thay thế cho phenobarbital.